đó là Giáng sinh và tôi sẽ ngoan. Tôi ngoan mà, đến đưa tôi số kia. Không muốn đâu, quên mất tôi, kỳ bạn mang quà cho. Tôi ngoan mà, đến đưa tôi số kia. Không muốn đâu, quên mất tôi, kỳ bạn mang quà cho. Santa, ngày đến đây rồi. Santa, đến chúc hân hoan. Santa, ngày đến đây rồi. Santa, nào hãy vui lên. Ăn mừng cùng với các bạn. Có thể tôi nhìn thấy bạn một khi ngủ trễ hơn. Nó giống như là buổi sinh nhật. Ăn mừng cùng với các bạn. Có thể tôi nhìn thấy bạn một khi ngủ trễ hơn. Nhưng lúc tôi không thành công, mình phải năn nỉ. Tôi ngoan mà, đến đưa tôi số kia. Không muốn đâu, quên mất tôi, khi bạn mang quà cho. Santa, ngày đến đây rồi. Santa, đến chúc hân hoan. Santa, ngày đến đây rồi. Santa, nào hãy vui lên. Tôi đã treo lên chút bông rộn ràng trên cây thông Giáng sinh. Cùng với đôi vợ nhỏ rất xinh xinh, đừng quên ngắm đỏ nhà. Tôi đã treo lên chút bông rộn ràng trên cây thông Giáng sinh. Cùng với đôi vợ nhỏ rất xinh xinh, đừng quên ngắm đỏ nhà. Tôi chắc rằng bạn sẽ nhớ thôi mà, tôi đã hứa đó. Tôi ngoan mà, đến đưa tôi số kia. Không muốn đâu, quên mất tôi, thì bạn mang quà cho. Santa, ngày đến đây rồi. Santa, đến chúc hân hoan. Santa, ngày đến đây rồi. Santa, nào hãy vui lên. Tôi chắc rằng tôi sẽ nhận được rất nhiều quà tặng từ ông già Noel trong Giáng sinh này. Nhìn kìa, người tuyết Giáng sinh. Hình tuyết này, anh chính là người tuyết snowman. Dưới nắng trời soi sáng cả ngày, tan chậm sẽ làm anh thích. Hát hay hát một bài hát vui, mình có thể trình diễn ngày này. Snowman, snowman, tôi là người tuyết Giáng sinh. Thân hình tuyết này, anh chính là người tuyết snowman. Dưới nắng trời soi sáng cả ngày, tan chậm sẽ làm anh thích hơn nhiều. Bạn tôi là ngài Santa, đôi khi nói hay. Tôi sẽ nói với ông rằng bạn là đứa trẻ ngoan. Chắc chắn bạn sẽ có quà được yêu thương hơn, được ăn thêm cái gì đó hay là một món đồ chơi. Thân hình tuyết đây, anh chính là người tuyết snowman. Dưới nắng trời soi sáng cả ngày, tan chậm sẽ làm anh thích. Hơn hay hát một bài hát vui, mình có thể trình diễn ngày này. Snowman, snowman, tôi là người tuyết Giáng sinh. Thân hình tuyết này, anh chính là người tuyết snowman. Dưới nắng trời soi sáng cả ngày, tan chậm sẽ làm anh thích hơn nhiều. Mình thích trước băng này, mình thích đông băng. Nó trở nên lạnh giá và làm tôi hắt hơi hoài. Cà rốt môi tôi là nó, như mọi người đều biết. Mình thích nhảy ba lê lắm đó, nếu mình có ngon chân. Thân hình tuyết đây, anh chính là người tuyết snowman. Dưới nắng trời soi sáng cả ngày, tan chậm sẽ làm anh thích. Hơn hay hát một bài hát vui, mình có thể trình diễn ngày này. Snowman, snowman, tôi là người tuyết Giáng sinh. Thân hình tuyết đây, anh chính là người tuyết snowman. Dưới nắng trời soi sáng cả ngày, tan chậm sẽ làm anh thích hơn nhiều. Anh ấy là một người tuyết tuyệt vời.
1 2ผูกเชือกรองเท้า3 4ขอที่ประตู5 6เก็บกิ่งไม้7 8เรียงเป็นแถว9 10แม่ไก่ตัวอ้วน11 12ขุดและคุย13 14แม่บ้านกำลังยุ่ง15 16แม่บ้านอยู่ในครัว17 18แม่บ้านกำลังรอ19 20จานฉันยังวางอยู่Chắc và Jill cùng đi lên đồi để lấy một xô nước nhỏ. Chắc ngã lăn và nói đau đau và Jill cùng tiếp tục ngã lăn. Lúc đó anh Chắc thì nói với Jill hãy nắm tay anh và đừng dậy. Thôi thì cuối đi mình sẽ không sao, hãy tiếp tục mình lấy nước. Chắc và Jill cùng đi lên đồi để lấy một xô nước nhỏ. Mang nước sạch trong về cho mẹ yêu, cảm ơn các con mẹ rất nhiều. Chắc bị đau không thể chạy nhanh như lúc trước đây anh từng chạy. Và bác của Chắc băng đầu anh ấy với dâm ăn và dây nâu. Và Chiêu nhìn thấy cô ấy cười to, nhìn thấy giấc quấn quanh trên đầu. Chiêu bị mẹ la đánh đòn thật đau bởi cười anh Giác đang khổ đau. Ôi thật đáng thương, búp bê của tôi đã bị bệnh. Đừng lo lắng, hãy để tôi chăm sóc cô bé. Một bé búp bê của cô Molly bệnh rồi. Vì thế cô ấy liền gọi bác sĩ nhanh. Và bác sĩ đến với tôi to và cái non. Ông ấy đưa cánh tay lên gõ cửa thật. Ông xem búp bê và ông ấy lắc đầu và nói Molly hãy đặt cô bé xuống đó và viết lên giấy cho một viên thuốc thuốc uống, sáng mai sẽ quay lại với hoa đơn thanh toàn. Ôi thật đáng thương, búp bê của tôi bị bệnh. Đừng lo lắng, cô ấy sẽ tốt lên thôi. Một bé búp bê của cô Molly bệnh rồi. Cô ấy liền gọi bác sĩ nhanh. Và bác sĩ đến với tôi to và cái non. Ông ấy đưa cánh tay lên gõ cửa thật. Ông xem búp bê và ông ấy lắc đầu và nói Molly hãy đặt cô bé xuống đó, rồi viết lên giấy cho một viên thuốc uống, sáng mai sẽ quay lại với hoa đơn thanh toàn. Thật đáng thương, hôm thi đùm thi anh ấy luôn bị ngã. Thùm thi ngồi trên bức tường, hùm thi thùm thi ngã lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể kịp hùm thi một lần nữa nguyên vẹn. Hùm thi thùm thi ngồi trên bức tường, hùm thi thùm thi ngã lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép hùng thi một lần nữa nguyên vẹn. Hùng thi thùm thi ngồi trên bức tường, hùng thi thùm thi ngã lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép hùng thi một lần nữa nguyên vẹn. Hùng thi thùm thi ngồi trên bức tường, hùng thi thùm thi ngã lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép hùng thi một lần nữa nguyên vẹn. Thật đáng thương, hùm thi đùm thi anh ấy luôn bị ngã. Hùng thi thùm thi ngồi trên bức tường,
hùng thì thùng thi ngã lăn xuống đường. Những con ngựa to vào quân lính của nhà vua, không thể kịp hùng thi một lần nữa nguyên vẹn. Hùng thì thùng thi ngồi trên bức tường, hùng thì thùng thi ngã lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua, không thể ghép hùng thi một lần nữa nguyên vẹn. Hùng thì thùng thi ngồi trên bức tường, hùng thì thùng thi ngã lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua, không thể ghép hùng thi một lần nữa nguyên vẹn. Hùng thì thùng thi ngồi trên bức tường, hùng thì thùng thi ngã lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua, không thể ghép hùng thi một lần nữa nguyên vẹn. Vịt còn đi bơi trong ngày, bơi đi xa xa ngọn đồi. Mẹ vịt gọi về quắc 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 quắc, nhưng có bố chú vịt cùng nhau quay về. Bốn chú vịt còn đi bơi trong ngày, bơi đi xa xa ngọn đồi. Mẹ vịt gọi về quắc 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 quắc, nhưng có ba chú vịt cùng nhau quay về. Ba chú vịt còn đi bơi trong ngày, bơi đi xa xa ngọn đồi. Mẹ vịt gọi về quắc 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 quắc, nhưng có hai chú vịt cùng nhau quay về. Hai chú vịt còn đi bơi trong ngày, bơi đi xa xa ngọn đồi. Mẹ vịt gọi về quắc 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 quắc, nhưng có một chú vịt quay về mà thôi. Một chú vịt còn đi bơi trong ngày, bơi đi xa xa ngọn đồi. Mẹ vịt gọi về quắc 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 quắc, nhưng tất cả năm chú vịt cùng nhau quay về. Ngón tay cha, ngón tay cha, bạn ngã đồ. Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay mẹ, bạn ngã đồ. Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay anh, bạn ngã đồ. Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay chị, bạn ngã đồ. Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay em, bạn ngã đồ. Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Chúng mình là các dạng hình học, bạn có thể thấy chúng tôi ở khắp mọi nơi. Tôi là hình vuông, mang sẽ thép tôi ở khắp nơi. Tôi có bốn góc xung quanh, và tôi là hình vuông. Tôi hình tròn xoe, tôi hình tròn xoe, tôi lăn tròn xoe xung quanh. Tôi chỉ có một cạnh thôi, và tôi là hình tròn. Tôi là tam giác, tôi hình tam giác. Tôi có ba đỉnh trên đầu, tôi có ba bên hông, và tôi là hình tam giác. Chúng mình là các dạng hình học, bạn có thể thấy chúng tôi ở khắp mọi nơi. Tôi là chữ nhật, tôi hình chữ nhật. Tôi trông giống như hình vuông, nhưng tôi cao hơn hình vuông, và tôi là hình chữ nhật. Tôi là ngôi sao, tôi hình ngôi sao.
bạn sẽ thấy tôi ở trên trời. Tôi có đến năm cánh tay và tôi là hình ngôi sao. Tôi hình tim, hình trái tim. Tôi cong và rất thông minh. Tôi cũng rất đáng yêu. Và tôi là hình trái tim. Tôi là kim cương, tôi hình kim cương. Trên nhẫn bạn sẽ thấy tôi. Tôi bóng và rất trói trang. Và tôi là hình kim cương. Chúng mình là các dạng hình học. Bạn có thể thấy chúng tôi ở khắp mọi nơi. Chim cánh cụt vui đùa dưới tuyết rơi. Một bé Nga lăn và đập vào đầu. Em gọi bác sĩ cho và bác sĩ la: tuyết rơi vui đùa không được nhảy lon ton. Bồn chim cánh cụt vui đùa dưới tuyết rơi. Một bé Nga lăn và đập vào đầu. Em gọi bác sĩ cho và bác sĩ la: tuyết rơi vui đùa không được nhảy lon ton. Mà chim cánh cụt vui đùa dưới tuyết rơi. Một bé Nga lăn và đập vào đầu. Em gọi bác sĩ cho và bác sĩ la: tuyết rơi vui đùa không được nhảy lon ton. Hai chim cánh cụt vui đùa dưới tuyết rơi. Một bé Nga lăn và đập vào đầu. Em gọi bác sĩ cho và bác sĩ la: tuyết rơi vui đùa không được nhảy lon ton. Một chim cánh cụt vui đùa dưới tuyết rơi. Làm bé Nga lăn và đập vào đầu. Em gọi bác sĩ cho và bác sĩ la: tuyết rơi vui đùa không được nhảy lon ton.